Ngày 16 tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản cùng những điểm mới quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, và quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Yêu cầu quy định này là nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế khuyết điểm để khắc phục, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc xếp loại chất lượng theo 4 mức, gồm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt những nội dung cơ bản, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Tham gia thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần có hướng dẫn rõ các cơ quan có liên quan và các cơ quan nào để giới hạn phạm vi cho việc lấy ý kiến đối tượng và đánh giá xác thực hơn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp tục nghiên cứu các nội dung đã được quán triệt để triển khai đến cấp ủy đảng trực thuộc và đảng viên. Đồng chí Mai Văn Chính cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa tổ chức việc thực hiện các quy định này nghiêm túc, đảm bảo thời gian theo quy định.